Hiện tại thì Nam đang đứng ngay ngã ba Lộ Tẻ. Nếu như mà chúng ta quẹo phải á thì chúng ta sẽ đi về núi Sam Châu Đốc. Còn hôm nay Nam và sư ông Cụ Hú sẽ đi về phía bên trái. Đó là về phía hướng Chi Tôn Tịnh Biên. Từ Lộ Tẻ Chi Tôn này chúng ta sẽ đi theo hướng Chi Tôn Tịnh Biên và đến chợ Cần Đăng thì cái khoảng đường đó là khoảng tầm 7 km. Chưa qua cầu chợ Cần Đăng chúng ta sẽ quẹo trái, quẹo vô kinh thì chạy khoảng tầm hơn 1 cây số là tới Vinh Quang Thẻ số 1. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếp tục chuỗi video clip đi tìm hiểu về sự tích bí ẩn của cây thẻ. Thì hôm nay Nam cùng với sư ông Tu Hú sẽ hướng dẫn các bạn đi đến cây thẻ số 1. Cây thẻ số 1 này thì nó ở xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang. Sẵn thì hôm nay Nam muốn giới thiệu với các bạn là ở trên quốc lộ 941 này thì có rất là nhiều tiệm bánh xèo rất là ngon, đặc biệt là chay mặn đều có hết. Các bạn nào mà có dịp đi ngang đây thì ghé qua bánh xèo, đảm bảo là ăn một lần mà sẽ nhớ tới già luôn. Ngon nhớ thì dở, dở cũng nhớ mà ngon cũng nhớ luôn. Một lát thì sư ông sẽ ghé qua bánh xèo để cúng gia đình bà con sư ông. Đây là một trong những quán bánh xèo nè các bạn, bánh xèo Như Phượng, bánh xèo bún đất lèo, hột vịt lộn đầy đủ hết. Thường thì buổi chiều những cái quán bánh xèo nó sẽ đông hơn, tại vì công nhân ở trong các khu công nghiệp á, ở đây có một cái khu công nghiệp là khu công nghiệp Bình Hòa, thì công nhân ở đó ra ăn rất là nhiều. Một phần là buổi chiều thì khách hành hương họ đi từ hướng Chi Tôn về thì họ ghé ăn đây cũng rất là nhiều. Trước đây thì con đường này nó rất là xấu, không có được đi, không có được trải nhựa như thế này. Đoạn đường này mới hoàn thành cách đây khoảng hơn 1 năm thôi. Bây giờ thì sư ông sẽ xi nhanh vào phía bên trái để mua bánh xèo. Ở đây có một tiệm bánh xèo tên là Bích Đào. Ồ, chỉ có cái tiệm này có khách, nãy giờ mình đi mấy tiệm kia không có khách. Wi-Fi đầy đủ. Dạ dạ dạ. Ở bên kia có cái cô đang làm bánh xèo các bạn. Bữa nay đổ có chảo một hả chị? Tại vì ở đây chai mặn đều có hết. Dạ. Bốn cái đợi khoảng bao lâu? Móc cây 2 kim lò. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi đợi. Ai có con sáo nè. Con này chim gì? Tưởng mày Tu Hú chứ, đâu phải. Giờ đợi muốn có bánh xèo nhưng mà quán nước vẫn có phục vụ nước. Nước đá cũng bị quán lớn có cát. Nó không biết có tính tiền không. Đụng đi nó coi nè, 1, 2, 3 vô. Giới thiệu các bạn, hôm nay sư ông Tu Hú. Để giới thiệu các bạn cái điểm tham quan tâm linh. Đó là cái thẻ số 1 ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang. Thì cái thẻ này nó cũng giống như những cái thẻ khác thôi, chúng ta ít không có thấy cái thẻ. Do trước đây là cái thẻ này nó ở vị trí dưới ruộng ngay sau, rồi bây giờ người ta thổi cát mà nâng cao lên rồi cái thẻ để y vị trí vậy, thành ra đất nó sẽ cao hơn mặt cái thẻ cho nên chúng ta không thấy. Nhưng mà tại sao biết cái đó là cái thẻ? Cấp câu hồi năm 1800, khoảng 1851 thì chúng ta cũng biết rồi, do Phật thầy cử Đức Quảng Cơ Trần Thành Cấm thì theo tài liệu ai cũng nói vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta biết đó là cái thẻ? Thấy chưa? Hôm nay chúng ta phải tìm xem coi những người cao tuổi nơi đó họ sẽ giải thích cái thẻ này, tại sao họ biết mà họ tất tần tật ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu một số người lớn tuổi, trong đó có dì của sư ông Tú, hiện nay khoảng 95 tuổi, ở gần kế bên nữa. Chúng ta sẽ tìm xem ha. Dạ, một lát chúng ta sẽ đi đến nhà của dì của sư ông. Dì đó là cũng ở trong Cần Đăng của sư ông. Dạ, dì sư ông ở gần Vinh Quang Thẻ, cách vài cái nhà tới rồi. Cho nên dì hai này lớn tuổi, dì hai này cũng là 95 tuổi, thành ra dì hai này sẽ biết rõ hơn những người khác. Dì hai có ông nội, ông ngoại đó kể lại sẽ biết rõ cái thẻ này như thế nào. Rồi mình hỏi thêm một số nó ảnh hưởng trị nơi đó. Tuy nhiên đặc biệt hôm nay cái Vinh Quang Thẻ nó có một cái điều đặc biệt là có thêm một cái vị trong coi cái thẻ hồi xưa mà đã chết rồi,
gọi là quan cổ nhì, quan cổ nhì gì đó, để ta tìm xem. Thì ông này trước đây cũng trong câu Vinh Quang Thẻ rồi chết, rồi sau này chôn lấp một thời gian rồi không ai biết ai, rồi sau đó về báo mộng rồi tìm lấy cốt, rồi sau đó nhập đồng lên. Thì ông nói rằng là ông trước đây đã cách chiến cái thẻ, bây giờ cái hộ ông đã làm khang trang so với trước đây, rồi chúng ta sẽ tìm xem. Bốn cái nhiều không? Bốn cái 60 ngàn. Dạ, vậy có đem đến gì thêm không? Dạ, đây những gì? Heo, trong này là thịt heo với tép, tôm. Tép là tất nhiên. Chúng tôi chơi tép đi à? Dạ. Em đi công an nha, vô làm hai gì chứ? Có này cũng bà con ở trong con này nè. Dạ. Ở trong đất này. Rồi, chúng tôi chơi. Đi về mà con kim nó chữ. Đi con kim nó chữ nữa. Chữ quá trời chữ rồi. Ủa quên chiếc xe. Gì ta? Bên kia có cái tiệm cơm chay miễn phí à xì ông? Vậy là bên đó con có khách không? Cơm chai miễn phí, xe chuyển bệnh miễn phí luôn. Cứ bánh xèo không? Sao họ cơm chai người có thấy xe đậu không? Hay là chưa tới giờ cơm? Chưa, chắc là chưa tới giờ cơm không? Hoặc là cái số lượng ngàn chai ít hơn ngàn mặn. Chắc vậy quá. Thôi bây giờ mình đi vô nhà bà hai, dì hai của xong. Đây ha. Diện tồn 34 km. Đây là chùa Kỳ Viên. Cách đây, cách đó không xa là một cái chùa Khmer. Cũng bên trái đoạn đường này luôn. Chùa Preston. Một số người mà qua đời đó muốn quả táng thì quả táng tại cái chùa gì nãy đó, chùa Khmer nha. Yeah. Đó địa điểm quả táng của người Khmer, nhưng mà cái người Kinh mình cũng giật nó có đăng ký được quả táng chứ thường đóng 2-3 triệu nữa. Chúng ta sau khi qua đời chúng ta chở xe ra đó, cũng tin niệm Phật đó, tùy theo đạo tôn giáo nào đó, rồi sau đó đưa vô lò đốt củi. Đốt củi? Ờ, đốt củi. Dài giờ chúng ta đem cho về chúng ta thợ chỉ có tiền tùy theo 3-4 triệu gì đó không rành nữa. Thì ở Châu Thành thì có cái nơi mà để quả táng những người qua đời là ở chùa Khmer kế chùa Kỳ Viên. Bạn nào muốn cần thiết qua đời mà muốn không có nơi chôn cất, không có đất địa chôn cất thì chúng ta có thể tới đó để quả táng, tùy theo bỏ xong được để cho nóc nhà cũng được. Rải đâu đó rải. Rải xuống lòng sông. Rải xuống lòng sông thì cái hồn sẽ không có nơi để bám víu đó nha. Hồn không có nơi mà để bám víu cho nó bất xác. Ở bên trái con đường là Ủy ban xã Cần Đăng. Chưa qua cầu Cần Đăng chúng ta sẽ quẹo về phía bên tay trái. Có một cái hẻm nhỏ đó. Đây có một cái hẻm nhỏ. Ta sẽ qua cầu Bốn Tổng. À, lúc trước cây cầu này là làm bằng sắt, nhưng mà sau này họ xây thành cầu bê tông. Tại lúc trước là cái cầu bằng sắt đó là xe hút bánh nó không có qua được. Ồ, tới nhà dì hai của Sơn rồi. Dì hai của đó. Dạ, thưa bà hai con mới ghé. Thì cũng gửi cái này để cũng dưỡng hai chút xíu thôi. Bánh xèo. Ok, nói gì bên đợi con hỏi dì hai chút xíu chuyện. Dạ. Đợi đây đi. Đây à, nói để nói để về. Ngồi chân con. Dạ, vậy con ngồi bên đây. Ngồi đi. Dì năm nay nhiêu tuổi rồi? Tuổi gì? Tí hả? Ủa, lớn tuổi quá vậy? Là mấy hơn? Mùi thân dỗ tức 1, 3, 5, 3, 7, 9, 6, 4, 3, 5, 5. 95 tuổi hả? Ừ. Ủa, dì nhỏ hơn ba con, ba con 101. Dạ. Dạ. Ồ, tuyệt lắm. Cái dì biết cái thẻ số 1 đằng kia không? Có nghe kể không? Qua thẻ đó hả? Dạ, hồi xưa đó là sao bà biết? Chị biết? Đó, hồi đó vậy nè. Hồi đó, chỗ đó nó qua địa. Nó như là ruộng nha. Ờ, dạ. Không thể nhà nghèo ở vậy đó. Dạ. Rồi, cái ông nó không biết ông gì, ông đem con Phật gì đó. Rồi có cái ghe cui. Rồi đậu cái chỗ đó đó. Dạ, đậu dưới bến đó. Đậu cái bên đó. Rồi để lên bờ để làm quen thì đi kia nổi gì đó. Dạ. Sao ông mới mất? Dạ. Ông mất rồi. Phật thầy là gì đó, gì ở đó, cầm cái thẻ ở đó, bởi vì giờ có tới lạnh đó. Lúc ông ngoại ông mà ba má cái gì đó, ông ngoại đó, ông ngoại ông nội gì đó biết không? Có nghe kể không? Thì mấy ông lớn là biết hết rồi. Có kể gì nghe không? Thì kể
chuyện nó vậy thôi. Nhưng sao biết cái đó là thẻ? Cũng chứ để. Hả? Sao biết cái đó là thẻ? Cái ông đó ông mới lên. Vậy hả? Ông lên chỗ đó đó. Ông đào ông chung cái thẻ đó. Mà sợ bằng ta làm thì đâu biết gì. Thì chôn đó là biết chôn đó thôi. Là cái ông với ghe đi lên chôn. Ờ. Nghe kể với ghe đi lên chôn. Cái ông này á. Cũng chỉ tiên gì mà việc đó không phải đứa tụi phạm. Hiểu không? Dạ. Yeah. Sao có nghe nói có từng thời gian nào đốt đất ruộng đốt rơm nó rồi đốt cháy cái thẻ có không? Cháy sao? Cháy sao? Vậy hả? Ừ. Nhưng mà dì có thấy cái thẻ lần nào chưa? Có thấy không? Không có thấy, nghe nói. Thấy gì hết ha? Biết ha, có nghĩa là nhưng mà cái ông đó nói chuyện cũng phải giao để quen lên vậy đó. Có nghĩa là kêu gì cấm, cấm chỉ nghe kể không thấy, nghe cui dạ. nghèo mà sao cây nó ba lớn mà có riêng mình ở sao cấm nổi cái gỗ bự mà. Hả? Cái gỗ bự lớn. Cái này là kêu là nó biết thẻ. Vậy hả? Nó phải là cái cây thẻ. Chứ không phải cái gỗ là mà dài nó 2 mét khắc với chữ Vũ Sơn thì hơn không phải sao? Cái đó từ sau rồi đó. Mấy ông dặn dặn là chuyện nó lên. Cái sự thật là thẻ nó xíu à. Vậy hả? Vậy gì đâu nói gì đâu, cái thẻ cái lào táo gì đâu rồi sắp đủ sơn bút sơn gì đâu nói gì, rốt cuộc thẻ bằng cái gì, bằng gỗ gì, nói bằng cây vậy thôi. Vậy ừ. Trời ơi. Trời Phật ở quyền bí thì đâu biết được. Như vậy cái chiếc ghe đó là gì, chỉ nghe ông ngoại kể lại, ông nội kể lại. Hồi đó thầy cỡ với nhau à. Ông ngoại rồi đó, mấy ông đó đó. Ông nội của gì là ông gì ông Tây, ông sinh năm mấy, ông mất năm mấy, ông nhiêu tuổi? Trời ơi, ông bây giờ có 27 năm. Vì vậy nhưng mà vậy là ông mãi cũng gì là ông xin lỗi cậu gì là biết chắc cũng thời đó ha. Lạnh quá rồi. Dạ. Yeah. Thì biết vậy là tôi nói là có thẻ thiệt tình, chứ ông mãi mà nói dối, hiểu không? Nhưng mà hồi đó là ở dưới mắt. Ở tầng tầng như vậy. Dạ. Ông đó ông nghèo ông mới lên, ông che cái máy vậy đó, rồi ông tầng như vậy. Rồi. Ông ở tù tại đó luôn. Rồi cái đó cắt có cắt cái tóc cái gì nhỏ nhỏ. Cắt cái nhà đèo mà. Ừ. Hồi đó ha. Hồi đó hồi xưa mà. Sao bây giờ có ông qua cậu gì vào mới nhập vô đó là nhiều. Bây giờ thiếu gì nhiều ông nhập vô là có biết ở đâu. Vậy là cái thẻ nhỏ. Thẻ nhỏ. Đó là cái miếng thẻ. Miếng thẻ. Ông nghèo đó. Đi chứ ghe chút xíu à. Con cái môi à, rồi đó. Thì mình nói sao mà nghe khổ. Nhưng mà cái đó là mặt thầy tỉnh. Tỉnh. Cái người đó. Đúng rồi đó, phải làm cái đó. Vậy là người đó ở đó tu luôn. Tu luôn. Cấm đó tu luôn. Ở đó tu luôn. Hồi đó linh rồi. Vậy hả? Hồi đó linh là linh sao? Nói ví dụ như thế. Có nhiều có cục cờ cao ha. Mặt dây nó nghe nó ấy cái này. Nó dao động. Tiếng cục cờ ha. Gió thổi là gì? Tôi biết trời. Cục cờ bằng gì? Bằng cái thôi chứ hả? Lúc gì biết là cũng không thấy cái thẻ luôn. Không có thấy. Không thấy mà nghe kể là ông nội kể lại. Kể lại thì biết gì đâu. Nhưng mà cái người tu của ông tu đó gì biết ông tu đó không? Ở đó thì có ông Tấn Trinh. Dạ. Ông quản lý ở đó. Đó. Bây giờ mày ha. Mày vô đó đi. Dạ. Mày hỏi là cậu Tấn có ở nhà không? Yeah. Là ông ở sát một bệnh viện, là ông sẽ quản lý cái chỗ đó, ông hiểu nhiều hơn mình. Nhưng mà vì lớn tuổi, vì còn ông nội, vì còn ba gì sẽ kể cái đó. Thì cái thời đó là thời của những ông nội ông mãi. Ờ, cái đời đó là khác. Gì? Cái đời hồi đó là tao một chút xíu à, mà đã biết, nhớ tới bây giờ đó. Nhưng mà nghe kể, vậy là... còn Tấn Trinh nhỏ mà gì sao không biết được?
không biết được, nhưng mà cái việc kể lại ông đó chị cũng có cha mẹ ở đó. Dạ. Yeah. Nhà nó ở gần nó được, không mình cũng ở gần đó. Yeah. Nghe vậy thôi. Ừ. Có cái chuyện điều quyền bí đó. Bởi bây giờ đó, quá trời rồi. Nhưng mà ý nghĩ tại sao tự nhiên cấm bà cây rồi cấm cái thẻ bằng ba bằng tay. Ba ngón tay hả? Nói bằng tay vậy nè. Không biết con nè. Dạ. Rồi cấm xuống rồi rớt đó. Cắt lại đó. Rồi cắt chạy ở đó. Cắt chạy chạy nhỏ xíu à. Ở đó thì tù. Tù luôn. Đi đó, tại đó tù luôn. Rồi cũng không ai biết ông đó cấm nó để làm gì. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục lên mà đợi nhà ông Bảy. Tới nhà ông Bảy để tìm cho mọi người khỏe. Ông Bảy. À, sao ông Bảy lên Bảy ơi? Thằng Bảy mới là. Rồi ngồi tầm mấy giờ mình đâu rồi? Đi tìm hiểu cái thẻ. Coi như cậu lớn tuổi rồi biết cái thẻ hồi xưa nó ra làm sao. Ông nghe ông nội ông ngoại đó kể cố rồi kể lại coi nó ra sao rõ ràng. Ừ. Phải không? Bây giờ nó đâu còn nữa. Rồi. Không nhưng mà không còn nhưng mà cậu biết cái gốc gác nó là làm sao? Quan trọng ở đó đó. Nói hồi xưa là thì có một cái gốc lào táo. Gốc lào táo hả? Ờ. Ừ. Cũng cao vậy nè. Rồi qua nhiều năm nhiều tháng người ta làm cỏ, người ta bỏ, người ta đốt, cái này nó cháy. Ừ. Nó cháy cái cây đó đi. Nhưng mà sao nữa biết là cái đó là cái cây quan thẻ vậy hả? Chứ không phải nó dẹt nhỏ vậy hả? Không, cây vuông hả? Cây vuông dựng cao vậy nè. Vậy hả? Là ông ngoại kể. Rồi những người hồi xưa ta làm cỏ này kia rồi săn mùa hạn đó, ta chất đóng đó, ta đốt. Yeah. Rồi cái cây đó hồi xưa ta không biết cái cây đó là cây gì. Cậu thấy cái cây đó không? Có thấy không? Có thấy hả? Nhỏ xíu có thấy. Ờ. Rồi đốt rồi viết vài năm cái cây nó cháy đi. Rồi sao mới tìm ra cái di tích là cái dinh là cái thẻ. Ngộ ha. Cái thẻ rồi mới xây dựng lên cái dinh đó. Hồi xưa là nó bằng tre lá. Dạ. Yeah. Hồi đó nó dưới thấp dưới ruộng. Ờ. Mà không biết cấm cái đó nhằm mục đích gì hả cậu ấy? Đức có quản trầm dân thạch đó. Dạ. Yeah. Đức thầy sai chứ cấm, là cấm vậy là... Đức Phật thầy Tê An hay Đức Quỳnh Giáo Chủ? Thầy Phật Tê An. Dạ. Yeah. Quỳnh Giáo Chủ là sau này. Dạ. Yeah. Là cái cánh này là bao bọc cái nước cống. Yeah. Là nữa là nước cống mà có nổ ra thì nó chạy tới cái dinh con thẻ thôi. Yeah. Để mấy cái cây cống đó thôi. Chứ nó không bung ra ngoài này ha. Vì mà vì có người tưởng cái thẻ nhỏ này cất cậy ở chứ không hả? Cây vuông ở. Lớn mới lúc tiền lại chứ mới mấy cái nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ là 1-2 tháng là tiêu hết rồi. Vậy là cậu Bảy nghe ông ngoại kể chứ không phải ông nội cậu kể ha, không phải ông cố kể. Ông ngoại, hồi thời ông ngoại rồi. Còn ông cố nữa là hồi đó có ông ở đây hả? Cố là cũng ở đây. Ở đây thì nhưng mà chắc ông cố biết rành hơn. Ừ. Cố mới sanh ra ông nội. Con để ra sao chút xíu. Ngoài đi ra ngoài được không quậy? Được, ai cấp cả không được. Rồi má thôi coi. Tôi đi cũ coi. Đi rồi sao? Ai đúng rồi sao? Bà Bảy đúng rồi, bà Hai đúng. Nhưng mà mình thấy cái phần ở trên bài bài nó có một khúc gỗ nó đem lên trên nó thờ. Lớn. Ở chỗ mà ba ở cầu Thị Ếch cũng là cái gỗ to. Bịch để đỏ lại. Chứ đâu miếng thẻ nhỏ dữ vậy. Nè. Mới nãy có giới thiệu các bạn là bà dì hai của sư ông Tô Hú.
Năm nay là bà là 95 tuổi. Thì theo bà kể là do bà nghe được là do ba của dì kể lại. Mà ba của dì thì chắc cũng lẽ là cũng nghe ông nội của dì. Ông nội của dì là Quỳnh Văn Tây, sinh năm 1863 và mất 1951. Thì cái giai đoạn này thì chắc có lẽ là cái thẻ nó đã cấm rồi. Nhưng mà lúc này ông cũng chắc 1-2 tuổi khi sinh ra, 10 năm sau ông mới sinh. Ít ra ông cũng vài chục tuổi ông cũng biết được rõ. Nhưng mà theo nhận xét của bà dì hai thì bà nghe kể lại cái thẻ chỉ bằng bàn tay chúng ta cấm. Rồi ông nào nữa lợi đó cấm ở đó tu hiền luôn. Nhưng mà sao một số người thì nói cái thẻ là từ một lôi gỗ cây lào táo vuông, cũng giống như những cây thẻ ở số 3 với ở số 2 Vĩnh Thành Trung. Có một số đoạn thờ trên nó rất là to. Vì thì không biết thẻ là miếng thẻ hay là cây gỗ. Bây giờ xin mời tôi cùng đi tiếp hành trình. Bây giờ thì Nam và Sư Ông Tô Hú sẽ đi tiếp đoạn đường này. Chỉ còn đoạn ngắn sẽ tới Vinh Quang Thẻ. Rồi tới rồi. Còn nếu chúng ta đi thẳng là chúng ta vô đình Vĩnh Thanh, cách đây khoảng 2 km tới đình Vĩnh Thanh. Đó cũng vô Phật Thầy Tây An xây dựng. Vinh Quang Thẻ số 1. Video clip tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá Vinh Quang Thẻ số 1 và sự xuất hiện bí ẩn của lăng mộ Quan Cầu Nhì. Và cuộc hành trình đó sẽ như thế nào? Liệu lăng mộ Quan Cầu Nhì đó có liên quan gì đến cái thẻ số 1 hay không? Và các bạn cùng đón xem video mới được phát sóng hàng tuần trên kênh Thằng Mắm Video Clip.